Đời sống người dân ở xã Long Thạnh, huyện Dồng Riềng, Kiên Giang chủ yếu phụ thuộc vào làm ruộng là chính. Các em học sinh nghèo thiếu vốn, ít điều kiện đến trường vẫn còn. Hiểu được sự vất vả cũng như mong muốn tạo không gian đọc, vui chơi cho con mình và các em học sinh, ông Hưng chẳng ngần ngại dành một diện tích nhỏ làm không gian đọc sách, phục vụ miễn phí cho học sinh ở quê. Cái xã hội bây giờ thì mấy bạn nhỏ đó thì không có được tiếp xúc với những cái đầu sách hay là gì, thường hay là giống như là coi cái mấy cái điện thoại, mấy cái iPad rồi, nên mình muốn là mình về cái vùng quê này mình cũng có những cái mà để giúp ích được cho cái cộng đồng ở đây, thì mình thành lập lên cái tủ sách này để cho mấy bạn ở trong cái khu vực này có thể đến để đọc sách, vẽ tranh, để cho bỏ bớt mấy cái thời gian mà ở trên mấy cái điện thoại Facebook nó ảnh hưởng tới giờ. Với lại mặc dù vậy nhưng mà mình cũng thêm một cái ý nữa là mấy bạn thì càng ngày càng thêm về hiểu biết thêm về vấn đề mà cái văn hóa đọc, thì mặc dù nó là những bước đầu thôi nhưng mà mình nghĩ tích góp từ cái nhỏ thì mấy bạn sẽ sau này sẽ mấy bạn sẽ có những cái khái niệm đầu tiên và nó sẽ tốt hơn cho mấy bạn. Không gian đọc sách đã trở thành điểm hẹn của các em học sinh vào ngày thứ bảy chủ nhật của tuần. Các em học sinh ở những lớp học và độ tuổi khác nhau, nên để làm tủ sách ý nghĩa thì ông Hưng không chỉ mua sách mà còn vận động bạn bè, người thân hỗ trợ cung cấp thêm các đầu sách phù hợp. Thường thường thì thứ bảy và chủ nhật thì con hay lại đây chơi và giao lưu với mấy bạn. Và khi con lại đây chơi thì con sẽ được học thêm nhiều kiến thức mới và bổ ích hơn đối với con. Với lại con sẽ được làm quen với nhiều bạn mới và con sẽ tự tin trong giao tiếp của con hơn. Vào những ngày thứ bảy chủ nhật là em thường lại đây chơi và em sẽ hiểu những kiến thức mới và thông minh hơn và được cô Tâm giải cho nhiều và những thứ mà em biết hơn. Mình có thể làm được, có thể nghĩ là tốt cho những em nhỏ đó thì mình sẽ làm, giống như giả sử như mình nói về mình làm cái nhà xưa đi, thì trong nhà xưa đó nó sẽ có những cái món đồ, những cái vật dụng mà hồi xưa ông bà ta sử dụng mà bây giờ nó cũng lưu lạc hơi nhiều, mình cũng phải sưu tầm lại để sau này mấy bạn biết là hồi xưa ông bà cha ta đâu đó mình sẽ sử dụng vô cái trường hợp đó như thế nào, cái cần sao, cái bằng ủi như thế nào, thì mấy bạn cũng biết được cái kiến thức để tiếp nối giữa cái xưa và nay. Mỗi lần đến không gian đọc sách không đồng này, các em học sinh như sống đúng nghĩa với tuổi thơ, cũng như đọc sách bồi dưỡng tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích cho chính mình.